chosen. Gods are not blind. They just don't care. Hello.
Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quốc Thành AFK. Và các bạn ơi, cái phân đoạn vừa rồi hấp dẫn không ạ? À, các bạn vừa mới xem, đó là tiếp tục phần 2 của câu chuyện mà xảy ra ân oán giữa cặp vợ chồng Jafrey và Lucretia các bạn. Và mình cũng giới thiệu luôn là qua cái đoạn trailer vừa rồi thì nó sẽ giới thiệu cho mình tiếp tục một cái sự kiện mới, đó là lựa chọn một trong hai, là một là lựa chọn người chồng Jafrey hay là người vợ Lucretia. Và ngoài ra thì Lily còn giới thiệu thêm một câu chuyện liên minh mới, lựa chọn cuối cùng các bạn đó. Và với sự kiện này thì chúng ta sẽ có một cái rương, nhưng mà các bạn muốn lấy được rương này bắt buộc các bạn phải xem hết video ha. Các bạn hãy nhấn vào, khi các bạn đang nhập game các bạn hãy vào chỗ sự kiện rồi các bạn xuống dưới, rồi các bạn xuống dưới cuối cùng ha. Đó, rồi mình nhấn vào cái hình tam giác, biểu tượng hình 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 nút mở này đó, thì nó sẽ phát video cho mình xem xong thì mình sẽ nhận được quà. Phần quà sẽ là một cái chiếc rương, có thể chọn được Lucretia hoặc là Jafrey. Và video cuộc đại chiến của vợ chồng vừa rồi rất là hoành tráng đúng không các bạn? Rồi, vừa rồi là mình vừa giới thiệu với các bạn trailer mới của sự kiện lựa chọn một trong hai lần này các bạn. Và các bạn thấy Lilith làm phim như thế nào? Khá ổn đúng không? Chắc là cũng sắp gần giống như là Riot Games rồi. Chuyển sang làm phim với làm ca nhạc hay hơn cả làm game các bạn. Sắp rồi. Rồi. Và các bạn ơi, lúc trước là mình hay để hình nền là màu đen á, thì các bạn cho mình nhận xét là với hình nền màu đen hoặc là mình hình nền màu khác thì cái nào sẽ dễ nhìn hơn nha các bạn. Và cho AD thông báo một thông tin bên là một xíu, đó là dịch Covid các bạn. Covid-19 hiện tại thì nó đã quay trở lại và xuất hiện các ca bệnh lây lan trong cộng đồng. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe của mọi người thì mọi người hãy mua cho mình vài hộp khẩu trang để dành ha. Các bạn nhớ nên mua khẩu trang đúng loại khẩu trang kháng khuẩn nha các bạn, và một ít nước rửa tay đó. Và khi đeo khẩu trang thì các bạn nhớ nè, kéo hai bên qua ha, đeo vào. Rồi các bạn để chắc chắn thì bạn vuốt lên trên, vuốt xuống dưới sao cho che kín nha các bạn, và bạn bóp cái gáy một chút này ở mũi. Ok, vậy các bạn đã đeo khẩu trang xong. Và mình thì mình cũng vừa mới ghé tiệm thuốc mà mình làm mấy hộp khẩu trang, đang còn để trên xe kìa các bạn. Rồi, đặc biệt là khi khi các bạn đeo khẩu trang thì các bạn nhớ là nha, các bạn mua khi mà các bạn muốn tháo khẩu trang ra, các bạn hãy dùng một bên kéo ra. Ok, các bạn tháo khẩu trang kiểu đó nha, chứ các bạn đừng có vầy nè. Ví dụ như mình đeo khẩu trang nhưng mà mình muốn nói chuyện, muốn tháo ra cứ vậy. Không nên nha các bạn không nên kéo xuống vầy. Và cái việc mà kéo xuống dưới này rất nhiều người làm luôn, nhưng các bạn không nên kéo xuống ha, tại vì khi vi khuẩn nó bám ở dưới cầm các bạn kéo xuống dưới là vô tình bạn lôi vi khuẩn bằng còn bỏ vô mặt rồi nha. Đó, mình không nên kéo xuống dưới, các bạn tháo ra hai bên thôi nha các bạn. Và các bạn thấy không, đeo khẩu trang vô là auto đẹp trai, đeo đeo khẩu trang vô là auto đẹp trai liền thôi. Quay trở lại với chủ đề video ngày hôm nay thì ngoài việc mình giới thiệu cho các bạn một đoạn video combat khá ấn tượng giữa Jafra với lại người vợ của mình Lucretia, thì mình còn phân tích sơ và rương sự kiện này, các bạn nên chọn tướng nào ha. Rồi, việc chọn tướng này thì nói chung là nó phụ thuộc nhiều vào việc lần trước các bạn chọn tướng nào. Vì cơ bản là vậy này các bạn, những con thiên thần và địa ngục này rất là khó xây, các bạn muốn xây một con hệ A rất là khó, trừ khi những người là chơi nạp tiền hoặc là dùng vé ngắm sao của đi thấp hệ dùng hết vào để xâm xâm tướng này các bạn. Do đó nếu mình chơi free và mình ít nhận được thì các bạn nên chọn con mà lần trước các bạn đã chọn ha. Mình khuyên là các bạn nên chọn con lần trước các bạn đã chọn. Ví dụ lần trước mình chọn Lucretia và mình mong muốn có thêm một Lucretia nữa để có một tím cộng. Tím cộng thì mình có thêm một con Agi
dùng trong chế độ bất mật rồi, cuộc thám hiểm vực thẳm đó. Mục đích mình lấy Lucretia để có một con tím cộng để đi cuộc thám hiểm vực thẳm các bạn. Còn các bạn có thể lấy Jafrey bởi vì độ ngầu của nó quá ngầu như thằng Zed, các bạn xài sấm sét và đánh. Rồi còn nếu bạn nào thích thì bạn cứ chọn hai con khác nhau ha, chọn hai con khác nhau để mình kích hoạt cái liên minh anh hùng mới này các bạn. Đây có cái liên minh anh hùng mới dành cho vợ chồng này, đây liên minh anh hùng mới dành cho vợ chồng nhà mình các bạn, Jafrey Lucretia. Và thông tin Lucretia được boost, lần trước thì mình có quay video lại cái bộ kỹ năng của Lucretia rồi, bây giờ thì mình sẽ vào xem ha, xem thử nó boost chỗ nào. Để mình sẽ double check lại mình coi các bạn. Lần trước mình đã quay rất kỹ. À, kỹ năng này nó fit một xíu giúp cho con này nó chống chịu tốt hơn này các bạn. Ba mươi lăm phần trăm, lần trước là mình nhớ thử bao nhiêu phần trăm ta, hình như là 40 phải, 40 nhân cho 4, nhớ là tăng lên tới 200% lận là 50%, này là nó giảm xuống rồi chứ. Nó bút chỗ khác nhưng nó giảm chỗ này các bạn. Wow, à, mình rất là ấn tượng với cái nội thất của con Lucretia. Do đó thì mình nhớ rất rõ các bạn ở cái chỗ chín món nội thất khi Lucretia đã sử dụng các kỹ năng tối thượng của mình 2 lần. Cái kia hình như mình nhớ không lầm các bạn là 7 lần lận. Đó, mình nhớ không lầm, nhưng mình nói chung là lần cái phiên bản trước mình rất nhớ, tại vì mình có nhấn mạnh là nếu mà chờ sử dụng tới 7 lần thì team chết quách hết thì còn nữa đâu mà sử dụng, như là không phải là kẻ thù mà kẻ địch thì phải sử dụng tới 7 lần lần đó, nên cái hiệu ứng này thì nó sẽ khác hơn rất nhiều nè. Nói chung nội thất của Lucretia thì được boost khá ngon các bạn. Rồi nói chung là nội thất của con này thì hiện tại được boost rồi, nói chung là nó đã được nổ ha, một khi nó đã được nổ thì nó sẽ rất là ngon. Wow, nói chung là Lucretia nổ được 2 lần thì tướng địch có thể là khỏi nổ, nghỉ nổ với nó luôn các bạn, ghê chưa? Lucretia mà đã nổ bay lao địch thì tướng địch sẽ nghỉ nổ với nó luôn. Nội thất ở đây nó đang nội thất của Lucretia được boost rất là mạnh nha các bạn, được boost rất là mạnh và hứa hẹn sự quay trở lại của vị tướng này rất là mạnh mẽ ha, được boost khá ngon các bạn. Wow, bút rất là ngon luôn. May chút quên hướng dẫn nói các bạn xong quay quay ra dở kiểu kia thôi, xong rồi. Làm gì nước ly nước nha đam của bạn. À, và sẵn đây thì AD xin giới thiệu là mình hiện tại thì mình có nhận làm giao dịch trung gian. Bạn nào có mua bán ạc với bạn khác nhưng mà cảm thấy không tin tưởng á, thì có thể hai bạn có thể dắt nhau giao dịch trung gian thông qua mình. Các bạn có thể yên tâm ha. Các bạn có thể giao dịch chọn lựa chọn giao dịch trung gian của mình thì mình sẽ giúp hai bạn kết nối và giao dịch để tránh bị nói chung là để cho nó đảm bảo ha. Ơi các bạn, mình có thể thấy là con Lucretia được boost khá là ngon. Kỹ năng này thì cũng được fix lại nè. Vật phẩm quan trọng thì được bị giảm rồi các bạn. Mình nhớ rõ ràng nó là tới 50% này giảm rồi. Còn nội thất độc quyền thì boost rất là mạnh luôn. Ngon, nói chung nội thất độc quyền của tướng này đã được boost rồi.
Cái này thì trong PvE thì mình không nói, tức là khi đánh quái thì mình không nhận xét ha. Chứ còn cái này mà trong chiến đấu PvP các bạn, trời, một khi nó đã nổ được mà team mình chết hết, nổ điên lao vào team địch thì với cái kiểu boost như thế này thì team địch đỡ làm sao nổi các bạn. Nè, một là lửa của nó sẽ giảm hồi năng lượng đối phương. Với hai là lửa nó không biến mất nữa mà nó còn cấm nổ đối phương nữa các bạn. Cặp với con Exit thì nghỉ nổ luôn. Kẹp cái câu Exit thì team địch chắc nghỉ nổ luôn các bạn. Rồi, khá là ngon. Rồi, như vậy là thông qua đoạn video vừa rồi thì chắc các bạn đã có câu trả lời của mình rồi ha. Các bạn đã có quyết định của mình là nên chọn vị tướng nào. Rồi, các bạn đừng ngần ngại, hãy comment những thắc mắc của mình dưới video. Và các bạn cũng cho mình xin cái ý kiến về cái hình nền mới với các bạn, nhìn nó có dễ nhìn hơn so với hình nền màu đen không ha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video nha. Hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau. Và đừng quên like và subscribe để ủng hộ cho kênh nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt.